Hello, xin chào lại mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ test cái phần cứng của dành cho Mastery. Đó là một con Equine của SPL, SPL Setelqui. Con này nó có 5 band này, sub này, low này, mid này, high này, và IR. Trong đấy nó sẽ thêm một cái là 3D antenner, mở rộng phần 3D ra. Đây, đây là hai cây sete này của SPL này. Rồi. Ok, mình sẽ cắm rồi. Test thử xem là con này thế nào nhá. Để mình rồi, ok. Đây là con Setel Squee của SPL. Sub này, low này, mid này, high này, IR này, 3D này. Đây. Tất cả là về 0, về 0. Rồi, ok. Đây là file âm thanh. Ok, cho chạy. Đây là mình bỏ đi. Mình bật lên này. Đây. Chưa tác dụng cái gì hết đâu. Bây giờ vặn 3D này. Thấy cái âm thanh nó mở rộng rất nhiều đúng không? Đây. Đây. Default này. Mở rộng lên này. Sắp này. Rồi nhá.
nhau có EQ rồi, có EQ và không có EQ. Đây là một cái video ngắn gọn nhỏ về cái Equine Mastering của SPL. Cảm ơn em mọi người nha.